lắm mọi người. Bây giờ thì tụi mình vừa mới đến thành phố Đà Lạt. Bây giờ trời đang mưa, mình nghĩ ở ngoài đang lạnh lắm mà mọi người thấy là mình đang mặc một cái bộ đồ rất là đi biển, rất là mùa hè luôn. Bây giờ thì tới một cái khách sạn tụi mình ở đợt này rồi, đó là The Aratana. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong để quay cho mọi người coi trên phòng nha. Đây, bây giờ thì tụi mình sẽ vào trong The Aratana nha. Nè mọi người thấy trời đang mưa, khổ ghê, đi tới nơi ướt nhẹp. Đây là phòng Dương ca hả? À, đúng rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ room tour cái phòng của mình hôm nay nha mọi người. Phòng của mình tên là phòng Vinh. Mình đặt Traveloka á, mình đặt lâu lắm rồi, mình đặt lúc này còn giảm giá thôi, cho nên là cũng 700-800 ngàn một đêm thôi. Còn bình thường thì khoảng 1 triệu mấy một đêm á mọi người. Đây, đây là mình với một cái set đồ rất là biển. Nội thất của cái phòng này mọi người thấy là mình nhìn ở trên hình đó, mình rất là thích. Và đi ra ngoài đây cũng rất là thích luôn, tại vì nó kiểu một cái tông màu rất là đẹp. Stand nè, có view nè. Phòng có một cái giường to rộng, bên này có một cái dãy ghế ngồi. Ờ, có một cái bàn nữa. Bên này họ xây một cái ghế mọi người xây mà nó nối qua cái chỗ mà rửa tay này kia luôn nè. Cái này giống như là bồn rửa mặt này nọ đó. Thì nè, cái gương ở đây đó, sáng đứng này đánh răng, nhìn ra view bên ngoài, đẹp chưa? Hôm nay mình ở có một mình thôi. Mình đi có 3 người à, mình với anh chị mình, cho nên là mình ở một phòng riêng. Dầu gội, sữa tắm, với lại dầu xả. Đó, có ly, có tăm bông. Bên này có khăn. Đó, khăn cũng khăn to. Máy sấy. Bên này thì có nước lọc, có một cái bình đun sôi với lại những cái ly. Đây là toilet. Đây, toilet. Đây, có máy nước nóng. Có nhà vệ sinh rất là dễ thương ha. Chứ mình nói hình như nó cũng ngay cái gác mái á mọi người. Nè. Đó, cái phòng mình nó ngay cái mái của cái biệt thự, cho nên là rất là đẹp. Cái sàn này nhìn rất là hay đúng không mọi người? Đó, ở đây có chỗ để mà thảm. Ở đây à, tắm nhìn vô trong này hả? Không có màn nha quý vị. Quý vị ơi, cái còn phòng tắm, cái phòng tắm ở bên trong nó không có cái màn. Ủa, có cái màn không? Không luôn. Cái này mà đi bạn bè là chỉ cần bước ra đây thôi là thấy trong đang tắm nha mọi người. Ủa trời ơi. Ở đây có một cái tủ. Coi cũng có gì. Có bàn ủi luôn nha. Có bàn ủi luôn, có đồ ủi luôn, có móc luôn. Đẹp quá, xịn quá. Ở bên ngoài á mọi người, trời đang mưa rồi. Và hôm nay theo plan của tụi mình á là tụi mình sẽ đi qua Mai Lang Thang để nghe nhạc, để coi những cái show nhạc á. Thì hôm nay mình có đặt một cái show nhạc của chú Bằng Kiều lúc 4:30. Mà bây giờ thì trời đang mưa, hy vọng là một hồi tạnh mưa để mà ấy. Bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ tắm rửa thay đồ, xong mình sẽ đi ăn một cái gì đó nhẹ nhàng rồi mới đi qua bên đó. Bây giờ thì mọi người ơi, trộm vía là sau khi mà tắm rửa này kia xong á thì bây giờ nắng lên. Để thấy nắng không? Đó, bây giờ thì tụi mình sẽ chắc là sẽ đi mua một cái gì đó ăn nhẹ, xong mình chạy qua bên đó luôn. Tại vì 4:30 có mặt ở bên đó, bây giờ là 3:30 rồi. Và đi từ đây tới đó khoảng nửa tiếng nữa, cho nên là mình sẽ tranh thủ đi luôn. Lấy cho em 6 cái bánh tiêu đi anh. Mình có bánh bao chiên không? Không có. Dạ, 6 cái bánh tiêu. Đây, bánh tiêu. Cái chỗ này tên là bánh tiêu Lý mọi người. Hẻm 18 Trần Phú nha, 5.000 một cái. Bữa nay ông đưa mình bánh tiêu không có nóng lắm. Ừ. Nó vẫn thơm. Ở trong có đậu xanh thơm. Những cái bánh tiêu đậu xanh này đây, tụi mình đã tới Đà Nẵng, Đà Lạt rồi và khá là đông. Đây, tụi mình đang đi bộ từ bãi xe vào trong cái khu Đà Nẵng. Cái khu này á mọi người, mình thấy nó giống như một cái khu tổ hợp, nhiều những cái công trình này, giống như là nhà này kia trong này.
Rồi sẽ có một cái sân khấu lớn ở bên này. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong. Rồi sẽ có một cái quầy để cho NBC Covid. Xong rồi sau đó sẽ đi vào đây để lấy vé ticket box. Mà mình mua ticket box. Đây mình đã vào trong cái khu sân khấu của Made in the Nest rồi. Nó sẽ có nhiều hàng ghế và nó có nhiều mức giá vé khác nhau nữa nha. Mình thì mình ngồi hàng N, đây là hàng này nè. Hàng ở gần như là trên cùng thì sẽ có giá là 700 ngàn một vé. Ngồi ở đây thì các bạn có thể thấy được hết rộng view ra ngoài kia. Thấy ở bên dưới kia là cái gì á, mấy cái nhà đèn á mọi người, nhà lồng mà họ nuôi cây, trồng cây á. Cứ bước xuống khoảng chừng vài hàng nữa thì giá sẽ lên 900. Rồi xuống vài hàng nữa gần dưới á là khoảng 1.1-1.2 vậy đó. Ở đây nó sẽ có một cái khu ở trên này á là ghế lười. Thì mình nhớ không lầm á là 3 triệu một cái ghế lười. Thì một cái ghế lười sẽ ngồi được 2 người đó. Thì mình thấy nếu như mà ngồi ở dưới 1.000.000 một người á thì lên đây thẳng luôn đây luôn thì nó sẽ hợp lý hơn, ngồi cũng thoải mái hơn. Cái ghế lười á ngồi có thể dựa được thoải mái và view thì rất là đẹp, có thể nhìn rộng hết. Với lại thật ra sân khấu nó không có quá xa, nó không có quá cao á, cho nên là các bạn ngồi mà ở phía xa này thì cũng không có đến mức mà không thấy được ca sĩ. Mình vẫn ngồi đây mình vẫn có thể thấy rõ được những người đang ở dưới. Và hôm nay thì thứ bảy cho nên là chắc là cũng khá đông. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt đông đủ vào buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Thay mặt cho Mai Lan Thang kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin nhìn một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào nam ca sĩ Văn Kiều. Hồn tan vỡ trắng than đời ngã nghiêng. Khi tôi trao em linh hồn tôi những ngôi sao đang qua đêm dài về nơi rất xa, nhặt lại từng cánh rụng rời đang vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã đôi dung nhan tuyệt vời khắp thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh mong khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhớ đau cánh hoa tàn dưới chân đàn là ca tuổi xuân dưới nhau vui tình sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em. Tôi xuân rơi theo môi tình nằm khóc cho OK mọi người ơi, như vậy thì mình cũng đã về tới nhà sau cái show của Bằng Kiều rồi. Và cảm giác của mình là mình rất là thích, tại vì hát âm thanh ở đó rất là hay nè. Cái không khí ở đó rất là tuyệt. Lúc mà cái hoàng hôn buông xuống và lúc anh Bằng Kiều hát, trời ơi, thật sự phê chữ E kéo dài luôn. Nói chung là đây là một trải nghiệm mà cũng khá là thú vị. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà thích
thích nghe nhạc nè, có thích cái không gian của Đà Lạt, thích mây lang thang thì có thể đặt vé theo những cái hướng dẫn của mình mà đến đây trải nghiệm nha. Nói chung là mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau nè, tùy hôm ca sĩ hát hay hát dở hay là thời tiết đẹp hay xấu như thế nào. Mình review thì chỉ là khách quan ngày hôm nay của mình đi như vậy thôi. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có những trải nghiệm tốt ở đây. Còn bây giờ thì mình đã về khách sạn rồi, bây giờ thì chắc là sẽ nghỉ ngơi và kết thúc video này. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này của mình, và nếu mọi người thích để lại cho tụi mình một like, subscribe cũng như là follow mình trên Instagram đó là Sophia nha. Giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.